Brazil là một nhân viên công sở bình thường đang cảm thấy rất bế tắc với cuộc sống ngột ngạt của mình, thì bỗng nhiên được chuyển sinh đến một thế giới mới và được ban cho năng lực đặc biệt là bào chế thuốc. Dựa vào khả năng này, cậu đã cùng một bé người sói đáng yêu là Noella và một hồn ma xinh đẹp là Mina mở một hiệu thuốc nhỏ để bắt đầu cuộc sống chậm rãi và thư thả của mình nơi dị giới. Mới sáng sớm, ông chủ tiệm tạp hóa trong thị trấn đã đến để thuyết phục Reggie cho phép ông ấy được bán loại thuốc mà cậu mới tạo ra. Bởi vì khác hẳn với những loại thuốc có mùi hôi thối mà người dân ở đây thường dùng, thuốc tăng lực của Reggie không chỉ thực sự có tác dụng xóa tan mệt mỏi, mà thêm vào đó nó còn có mùi vị cực kỳ thơm ngon. Biết được ông chủ tiệm tạp hóa đang gặp khó khăn khi chuẩn bị đón thêm đứa con thứ 5, Reggie nhanh chóng đồng ý bán thuốc cho ông ấy với giá ưu đãi để báo đáp ngày trước ông ấy đã từng giúp đỡ cậu. Quả nhiên ngay khi thuốc tăng lực của Reggie ra mắt, mọi người trong thị trấn đã ngay lập tức phát sốt vì công dụng và hương vị của nó, giúp cho không chỉ tiệm tạp hóa của ông chú kia tấp nập khách đến mua, mà hiệu thuốc của Reggie cũng bán được rất nhiều. Sau một ngày làm việc vất vả, Mina nhờ Reggie vào thị trấn để mua thêm thực phẩm. Trên đường, Noella tung tăng thưởng thức cảnh vật, còn Reggie thì tranh thủ mở danh sách những thứ cần mua ra xem, tuy nhiên dường như đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Đúng lúc này, từ đằng xa có một cặp nam nữ lao đến chỗ hai người. Không những thế, nhìn kỹ lại thì cô gái còn cầm theo dao, nên Reggie ngay lập tức định tránh đi. Tuy nhiên cậu đã bị túm lại và vô tình bị lôi vào chuyện rắc rối này. Rất may nhờ có sự dễ thương của Noella, cô gái mới tạm bình tĩnh lại và chàng trai tên Zero mới có cơ hội tâm sự với Reggie. Thì ra cô gái vừa rồi tên là Ferris và cũng là bạn gái của Zero. Trước đây Ferris là một người rất đáng yêu và hiền lành. Tuy vậy dạo gần đây cô bắt đầu bị lo lắng thái quá và thường xuyên mất kiểm soát. Nhất là khi Zero gặp gỡ hay nói chuyện với một cô gái khác, dù chỉ là mua đồ hay vô tình va chạm trên phố, Ferris đều nổi cơn ghen khiến anh ta vô cùng sợ hãi. Zero cho rằng Ferris đã bị quỷ ám và cầu xin Reggie hãy làm mọi cách để đưa cô ấy trở lại như trước kia. Nhìn vào tình cảnh không thể tội nghiệp hơn của Zero, Reggie đành bất đắc dĩ nhận lời giúp anh ta. Về đến nhà, Reggie ngay lập tức bắt tay vào pha chế một loại thức uống với thành phần chính là các loại thảo mộc rồi bảo Zero mang về cho Ferris uống. Ngay sáng hôm sau, Zero đã quay lại cửa hàng để cảm ơn Reggie bởi lọ thuốc thần kỳ mà cậu đưa đã thực sự giúp Ferris trở nên hiền dịu. Tuy nhiên, Reggie đã tiết lộ rằng không có thứ phép thuật nào ở đây cả. Thứ thuốc đó chỉ đơn giản là một loại trà thảo mộc, có tác dụng xua tan căng thẳng giúp người uống thư giãn và dễ ngủ hơn mà thôi. Tiếp đó, khi Zero rút ra một xấp tiền để trả ơn, Reggie mới biết anh ta chính là con trai của gia tộc Alonso giàu có, trong nhà chẳng có gì khác ngoài tiền. Ngày hôm sau, Reggie lại tiếp tục cùng Noella vào rừng để hái một số nguyên liệu bào chế thuốc mới. Đang tung tăng dạo chơi thì Noella bỗng nhiên nhăn mặt, bởi cô bé ngửi thấy một mùi hương cực kỳ khó chịu phát ra từ một bông hoa Usubo gần đó. Đặc biệt mùi hương của loại hoa này chỉ có động vật và ma thú mới có thể ngửi thấy, còn với con người thì nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì. Để giúp Noella thoát khỏi mùi hương khó chịu này, Reggie đã điều chế ra một dung dịch có tác dụng khử mùi cho thực vật, khiến tâm trạng của Noella nhanh chóng vui vẻ trở lại. Đồng thời loại thuốc này sau đó lại bất ngờ được người dân trong thị trấn nhiệt tình săn đón, bởi vì nó thực sự hiệu quả trong việc khử mùi nhà vệ sinh. Sau khi ra mắt các sản phẩm mới, khách hàng ghé tiệm thuốc ngày một đông khiến ba người trở nên rất bận rộn. Nhưng kể ra thì Anna là người vất vả nhất, bởi vì cô ấy còn phải lo cả những công việc nội trợ trong gia đình. Nhận ra được điều này, Reggie đã điều chế ra một loại dung dịch rửa bát để hỗ trợ Anna, đồng thời cậu cũng quyết định buổi chiều sẽ gọi cơm ngoài để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cùng Noella đi đến tiệm cơm thỏ trong thị trấn, Reggie bất ngờ nhận được lời cảm ơn từ cô chủ vì đã chế tạo ra thuốc khử mùi khiến cửa hàng của họ lúc nào cũng được thơm tho. Thấy vậy, Reggie liền tặng cho cô chủ một chai nước rửa bát để dùng thử. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Reggie bị hai tên dữ dằn tiếp cận, tuy nhiên chúng đã phải lùi lại theo lệnh của một cô gái tóc đỏ đứng đằng sau. Thì ra hai gã vừa rồi là Đốt và Mốt, thành viên của Six Mew Đàn, đội lính đánh thuê được lãnh chúa của nơi này thuê để bảo vệ thị trấn, còn cô gái xinh đẹp kia chính là đoàn trưởng Annabelle. Do gần đây Annabelle bị nghiện thứ thuốc tăng lực của Reggie và thường xuyên lén lút uống chúng, làm cho tình hình kinh tế của Six Mew Đàn sắp chịu không nổi. Vì vậy, Đốt và Mốt mới phải đến cầu xin Reggie giảm giá thuốc để họ có thể mua thêm. Bị cấp dưới của mình bóc mẽ công khai, Annabelle vì quá xấu hổ nên nhất quyết phủ nhận chuyện uống trộm thuốc. Còn Reggie thì sau khi nghe xong đã ngay lập tức nói rằng mỗi ngày sẽ tặng miễn phí 5 lọ thuốc để cảm ơn Six Mew Đàn đã bảo vệ thị trấn, khiến Đốt và Mốt hạnh phúc đến mức quỳ lại cảm ơn và coi Reggie như một vị thần. Thêm vào đó, để giúp cho Annabelle đỡ ngại khi nhận số thuốc, Reggie đã yêu cầu cô ấy sử dụng tầm ảnh hưởng của bản thân để giúp cậu quảng cáo dung dịch rửa bát mới. Do nhu cầu của mọi người tăng cao nên thảo dược trong rừng đang ngày một khan hiếm, điều này khiến Reggie vô cùng lo lắng. Tuy nhiên cậu phát hiện ra các loại thảo mộc này khi chín sẽ tạo ra hạt giống, chính vì thế cậu đã nảy ra ý định sẽ tự trồng thảo dược. Sau khi đã thu thập đủ hạt giống,
Reggie đích thân đến nhờ khách hàng cũ Zero cho thuê một miếng đất để canh tác và được thanh niên nhiều tiền này cho phép sử dụng miễn phí cả một khoảng đất màu mỡ nhất của gia tộc Alonso. Dù vậy, trước khi đi, Zero đã cảnh báo Reggie những cánh đồng này dạo gần đây thường xuyên bị các loài ma thú đến quấy phá, dù người dân đã dựng cả hàng rào xung quanh. Tuy nhiên, Reggie cũng đã nhanh chóng tìm ra cách khắc phục trở ngại này. Cậu đã sử dụng tinh dầu hoa Usubo mà Noella đã ngửi phải hôm trước để tạo ra một loại dung dịch có mùi khó chịu xua đuổi thú hoang. Loại thuốc mới của Reggie nhanh chóng chứng minh được hiệu quả vượt trội của nó và sau đó đã trở thành một công cụ quan trọng giúp đỡ những người nông dân yên tâm canh tác. Một ngày nọ, Reggie được đích thân phu nhân lãnh chúa Vargas mời đến nhà riêng để nói chuyện. Thì ra do những phát minh dạo gần đây của cậu liên tục được săn đón, nên mọi người đã đồn nhau rằng Reggie là nhà già kim thuật có thể chế tạo mọi thứ. Phu nhân của bá tước Vargas vốn là một phụ nữ xinh đẹp, tuy nhiên theo thời gian trên khuôn mặt của bà đã xuất hiện những dấu vết của sự lão hóa và thường bị mọi người bàn tán sau lưng. Chính vì điều đó, phu nhân bá tước đã yêu cầu Reggie chế tạo riêng cho mình một loại thuốc có thể khiến con người trẻ lại, giúp bà ấy có thể tự tin tỏa sáng ở một buổi yến tiệc sẽ diễn ra vài ngày tới. Dù biết đây là một nhiệm vụ khó khăn, Reggie vẫn đồng ý ra tay giúp đỡ phu nhân bá tước, bởi hơn ai hết cậu rất hiểu cảm giác bị mọi người nói xấu sau lưng. Trở về nhà, Reggie đã bắt tay ngay vào việc điều chế một lọ kem chiết xuất từ thiên nhiên, có công dụng giúp cho làn da trở nên căng mọng mịn màng, rồi nhanh chóng mang đến nhà Vargas. Tuy ban đầu còn khá e ngại với việc phải bôi kem lên mặt, nhưng cuối cùng phu nhân cũng lựa chọn tin tưởng Reggie và đạt được điều mình mong muốn. Ở bên ngoài nghe thấy tất cả, cô con gái Elaine của bà tước dường như cũng đã quyết định làm một điều gì đó. Vài ngày sau, cửa hàng của Reggie nhận được một hộp bánh đắt tiền cùng với thư cảm ơn của phu nhân. Quả nhiên nhờ có lọ kem dưỡng da của Reggie, bà ấy đã trở lại với dáng vẻ xinh đẹp khi xưa và trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Sau khi chứng kiến tài năng của Reggie, Elaine bất ngờ đi tới hiệu thuốc và yêu cầu cậu phải tạo ra một loại thuốc tình yêu, giúp cho cô bé có thể chiếm được trái tim của cậu chủ nhà Gazo trong buổi dạ hội sắp tới, tuy nhiên lại bị Reggie từ chối thẳng thừng. Tiếp đó phải mất khá nhiều thời gian Reggie mới thông não được cho Elaine hiểu rằng cô bé sẽ không thể nào khiến người khác yêu mình khi chỉ dựa vào một lọ thuốc. Dù vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Elaine, Reggie đã hứa sẽ tặng cô bé một món quà có thể giúp Elaine trở nên hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Với kỹ năng điêu luyện và trí tưởng tượng phong phú của mình, Reggie đã nhanh chóng pha chế ra một lọ nước hoa với hương thơm dễ chịu, sau đó hướng dẫn cho Elaine cách sử dụng, đồng thời khuyên cô bé phải tập luyện cả thái độ hành động và biểu cảm nếu như muốn được người khác chú ý. Biểu hiện chân thành và nhẹ nhàng của Reggie dường như đã khiến Elaine bị rung động, dẫn đến sau đó dù chỉ là một câu động viên bâng quơ của cậu ta cũng đủ để khiến Elaine phải đỏ mặt ngượng ngùng. Ngày diễn ra buổi dạ tiệc cuối cùng cũng đến, tuy nhiên bất ngờ là thay vì cùng cha mình tham gia sự kiện, Elaine lại chạy đến cửa hàng của Reggie để xin làm thêm. Mặc dù cảm thấy có phần khó hiểu với quyết định này, nhưng Reggie vẫn vui vẻ đồng ý cho Elaine làm phụ tá của Noella. Thời gian đầu do vẫn giữ thói quen chảnh chọe của một quý tộc, Elaine nói chuyện chẳng khác gì đuổi khách. Tuy nhiên sau khi được Reggie nhắc nhở, cô bé đã dần thay đổi và hòa nhập được với mọi người, hơn nữa còn nhăm nhe suy nghĩ đến việc kết hôn với ông chủ tiệm thuốc là Reggie. Một ngày bình thường như mọi ngày, Noella lại theo chân Reggie vào rừng hái thảo dược, tuy nhiên lần này cô bé đã chạm mặt và bị một chú sóc đánh bại. Tuy đã chiến đấu khá căng nhưng ngay sau đó con sóc lại đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Reggie đoán rằng trước đó con sóc đã ăn nhầm phải quả độc, nên đã dùng một chút thuốc mang theo để cứu mạng nó. Và đến khi con sóc tỉnh lại thì chỉ kịp nhìn thấy hai người đang rời đi. Sáng hôm sau khi vừa mở cửa sổ đón bình minh, Mina thực sự ngạc nhiên khi thấy một con sóc xếp ngay ngắn trước nhà họ một đống quả. Cô hào hứng mang vào cho Reggie xem thì được nghe kể về chuyện hôm qua. Sau đó những quả dại này đã trở thành món ăn vặt yêu thích số 1 của Noella. Những ngày sau đó, con sóc tiếp tục mang loại quả tên Patina đến đặt ở bên cửa sổ, khiến Mina có chút bối rối vì không biết phải chế biến món ăn như thế nào. Thêm vào việc Reggie cũng quên mua thực phẩm bổ sung, vậy nên cả nhà quyết định sẽ ăn cơm tiệm. Vẫn là quán cơm thỏ quen thuộc, nhưng lần này khi vừa đến Reggie đã nghe thấy có tiếng cãi nhau. Hai người nhanh chóng bước vào thì thấy một lão già béo ú đang đưa ra yêu cầu mua lại tiệm cơm thỏ. Và khi không được chấp nhận, lão ta còn mạnh miệng nói rằng sẽ sớm đến thời điểm tiệm cơm thỏ phải khóc lóc vì phá sản. Thì ra lão béo vừa rồi mới mở một cửa hàng bán cơm thịt gần đây. Vì muốn cạnh tranh thương hiệu nên lão đang muốn mua lại chỗ này để nhanh chóng xóa bỏ một đối thủ nặng ký. Thấy cô chủ nhỏ buồn lòng, Noella đã lấy từ trong túi ra một ít quả patina để an ủi cô ấy. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy loại quả này, đầu bếp của tiệm cơm lại có phản ứng cực kỳ mạnh. Nguyên nhân là do ông ấy biết patina chính là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất trong cung đình. Trước đây đã từng có một đầu bếp sáng tạo ra một loại nước sốt đỉnh cao từ loại quả này. Tuy nhiên sau đó đã chết vì uống nó quá nhiều, dẫn đến không còn ai có thể làm ra loại nước sốt tuyệt hảo đó nữa. Nhận thấy đây là cơ hội để cứu lấy tiệm cơm,
Reggie đã tình nguyện dùng năng lực của mình để nghiên cứu cách tạo ra nước sốt patina. Tuy nhiên vấn đề bây giờ là cậu lại không có đủ nguyên liệu để thử nghiệm. Hơn thế nữa, cây patina cực kỳ hiếm nên hy vọng tìm được quả của nó cũng rất mong manh. Không còn cách nào, Reggie cùng Noella đành quay vào rừng để thử vận may, nhưng đáng tiếc là dù vào rất sâu cũng không có kết quả. Ghé ngang qua chỗ lần trước gặp chú sóc, Reggie có để lại một chút thuốc tăng lực cho nó. Không ngờ sáng hôm sau con sóc đã xuất hiện trước cửa tiệm thuốc với rất nhiều quả patina quý hiếm. Sau khi đã có được đầy đủ nguyên liệu, Reggie đã tái hiện thành công món nước sốt huyền thoại. Qua đó nhanh chóng giúp tiệm cơm thỏ chật kín khách đến thưởng thức, ngay cả lão béo cũng phải xếp hàng chờ đến lượt để được ăn thử. Sau khi xác nhận được thứ nước sốt của tiệm cơm chính là nước sốt patina, lão béo bắt đầu phân tích và không ngờ lại đoán ra được người làm ra nó chính là Reggie. Lão nhanh chóng kéo cậu ra một góc để hỏi mua công thức, thế nhưng dù đã 5 lần 7 lượt đưa ra những mức giá trên trời, lão béo vẫn không thể thuyết phục Reggie quay lưng với tiệm cơm thỏ, nên đành ngậm ngùi thưởng thức nốt phần ăn mà Reggie tặng cho. Hiện tại đang là thời điểm diễn ra ngày hội săn thú của thị trấn, một lễ hội lâu đời với hơn 100 năm tuổi và là nơi để các cung thủ giỏi nhất tranh tài. Những năm gần đây, danh hiệu quán quân đều thuộc về Grun, một cung thủ tài hoa của tộc Elf, đồng thời cũng là thần tượng của các cô gái trong thị trấn. Đang mải mê trò chuyện thì cửa hàng của Reggie đón tiếp một vị khách đặc biệt, đó chính là Lyrica, em gái của Grun. Do năm nay Grun được mời vào ban tổ chức, nên cô sẽ là người đại diện thay thế anh trai đi thi. Tuy nhiên trái với Grun, kỹ năng bắn cung của Lyrica lại dở tệ, chính vì thế cô muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Reggie để chiến thắng cuộc thi lần này. Sau khi vào rừng xem Lyrica luyện tập, Reggie phát hiện ra cô gái này chỉ có thể bắn chúng khi ở khoảng cách cực gần. Chưa kể trong cuộc thi các ma thú sẽ liên tục di chuyển chứ đâu có đường yên như bia tập bắn. Dù biết là rất khó khăn nhưng do trước đó đã nhận lời hỗ trợ, hàng ngày Reggie vẫn bảo Noella đến hỗ trợ Lyrica tập bắn thật chuẩn ở cự ly gần. Còn bản thân thì tối ngày nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt gì đó. Ngày thi cuối cùng đã đến, trong lúc chuẩn bị Lyrica đã bị các đối thủ chế giễu vì sử dụng cung nhỏ. Tuy vậy điều đó không làm cô mất bình tĩnh. Nhận được hiệu lệnh xuất phát, Lyrica ngay lập tức chạy vào rừng và tìm một vị trí trống trải. Tại đây cô bắt đầu sử dụng đến món vũ khí bí mật mà Reggie đưa cho, đó là một loại nước hoa có khả năng thu hút ma thú cực mạnh. Quả đúng như quảng cáo, gần như ngay lập tức đã có một con lao tới tấn công. Lyrica bình tĩnh đợi con ma thú vào đủ gần rồi mới bắn, nên đã dễ dàng hạ gục mục tiêu mang về điểm số đầu tiên. Tiếp đó lần lượt con ma thú thứ hai rồi thứ ba lao đến nộp mạng. Lyrica nhàn nhã ứng phó và nghĩ rằng game này quá dễ, người đâu thuốc của Reggie lại hiệu quả quá mức cần thiết, kéo theo cả một đàn ma thú đông đảo đến chỗ Lyrica, làm cho cô nàng phải bắn đến chuột rút cả hai tay mới chặn lại được. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cuộc thi khép lại, Lyrica bé nhỏ đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, với thành tích kỷ lục là 89 con khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Tuy vậy trong giây phút trao giải đáng mong đợi, cô nàng lại không chờ được mà chạy ngay đến hiệu thuốc. Thế nhưng khi đến đó lại không đủ can đảm để trực tiếp nói lời cảm ơn với Reggie, bởi vì lúc này Lyrica dường như đã cảm nhận được con tim mình đang loạn nhịp. Lại một ngày nữa trôi qua, Reggie chợt nhận ra một chuyện là cậu chưa từng thấy Mina rời khỏi nhà. Thì ra mỗi lần cô bé cố bước chân ra bên ngoài, sẽ có sức mạnh vô hình nào đó kéo trở lại đúng vị trí chiếc sofa đặt ở phòng khách. Sau khi tìm hiểu kỹ, Reggie mới biết căn nhà này trước đây đã từng được tu sửa, nên đã thử kiểm tra lại và phát hiện ra căn phòng làm việc của mẹ Mina ở bên dưới sàn. Sau khi xuống đó, Reggie vô tình tìm thấy chiếc châm cài áo của gia tộc Floret bên trong một căn tủ cũ kỹ, cũng chính là kỷ vật mà mẹ đã tặng lại cho Mina khi cô còn nhỏ. Theo suy đoán của Reggie, có lẽ vật giữ Mina lại căn nhà chính là chiếc châm cài, nên đã quyết định làm một cuộc thử nghiệm và kết quả cho thấy suy đoán của cậu là chính xác. Biết được điều này, Reggie đã bảo Mina cài chiếc châm lên người rồi thử lại, và quả nhiên lần này cô đã không bị kéo trở lại nữa. Vỡ òa cảm xúc khi cuối cùng cũng có thể ra ngoài cùng mọi người, Mina bật khóc lao đến ôm chầm lấy Reggie, đồng thời nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hôm nay khi Mina đang chuẩn bị bữa trưa như mọi ngày, thì Noella bất ngờ nổi hứng xung phong vào phụ một tay và làm hỏng hết dao bếp, khiến Reggie phải vào thị trấn để mua một con dao khác. Tại cửa hàng dụng cụ, Reggie ngạc nhiên vì nơi này tối tăm như một căn hầm, thậm chí khi cậu lớn tiếng gọi cũng chẳng thấy ai hồi âm. Phải đến khi Reggie hô lớn đến lần thứ ba, cô chủ cửa hàng mới chịu ra mặt, nhưng không phải để bán hàng, mà là để mắng Reggie vì đã phá hỏng giấc ngủ của cô ấy. Cô gái nhỏ bé này là Paula, chủ tiệm dụng cụ lớn nhất trong thị trấn. Thời gian vừa qua vì nhận quá nhiều đơn sửa chữa, nên cô đã bị kiệt sức và thường xuyên ở trong trạng thái uể oải vì thiếu ngủ. Đặc biệt những món đồ bằng sắt khi sửa mất rất nhiều thời gian và công sức, khiến cho Paula vô cùng mệt mỏi. Cô vừa sửa đồ vừa cằn nhằn với Reggie muốn cậu chế ra thứ gì đó giúp việc sửa đồ nhanh hơn. Không ngờ câu nói vu vơ ấy lại khiến Reggie bất chợt nảy ra một ý tưởng. Không chút chần chừ,
Reggie chạy ngay về nhà và bắt đầu mày mò, sau đó rất nhanh đã thành công chế ra một dung dịch giống như keo dính ở thế giới hiện đại. Nhờ có lọ keo thần kỳ, chiếc bao tay bị gãy làm hai của Annabelle bỗng chốc đã được dính chặt. Paula không tin vào mắt mình nên đã bắt Reggie phải kéo thử. Thế nhưng dù cả hai đã cố hết sức vẫn không thể tách được hai mảnh vừa gắn ra. Trong khi Paula đang vui mừng vì có thể đẩy nhanh tiến độ công việc thì ở một góc khác, Noella tinh nghịch đã lấy lọ keo ra làm trò chơi và bị dính chặt hai ngón tay với nhau. Trong lúc hoảng hốt, cô bé đã sợ hãi ôm lấy Reggie và thế là giờ đây cả hai đã không thể tách rời. Về đến nhà, vì tưởng Reggie và Noella sẽ bị dính đến suốt đời nên Mina đã khóc lóc vì ghen tị. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, Reggie đã chế thành công dung dịch làm chảy keo và đưa mọi thứ trở lại như bình thường. Sáng hôm sau, Paula trong bộ dáng tươi tỉnh đầy sức sống xuất hiện ở tiệm thuốc, làm cho Reggie suýt nữa thì nhận không ra. Thì ra keo dính của Reggie đã đẩy nhanh tiến độ công việc của Paula, vậy nên cô ấy cho rằng mình cần phải chia số tiền kiếm được với Reggie. Tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, thì mấy hôm sau Paula tiếp tục trở lại tiệm thuốc với gương mặt ủ rũ. Lý do là vì các mạo hiểm giả sau khi tham quan cửa hàng đã chê các dụng cụ của Paula quá cũ kỹ và không mua bất cứ món nào. Với tính cách cứng đầu, Paula đã nhất quyết đòi Reggie phải đến cửa hàng để góp ý giúp cô ấy. Thế rồi chỉ bằng vài thay đổi nhỏ như kéo rèm cửa hay dọn dẹp các ngóc ngách, Reggie đã khiến nơi này sáng sủa lên trông thấy. Tuy vậy, cậu phát hiện ra rằng những món hàng của Paula đang bị rỉ sét, từ đó khiến chúng trở nên cũ kỹ giống như đồ bỏ đi. Lại một lần nữa dựa vào năng lực đặc biệt được ban cho, Reggie đã tạo ra một loại nước lau rửa có tác dụng đánh bóng kim lại. Chỉ cần xịt một ít lên chiếc áo giáp và thoa nhẹ, nó đã ngay lập tức trở nên bóng bẩy đến mức Paula còn không thể nhận ra. Cứ như vậy, chỉ sau một buổi chiều lau chùi dọn dẹp, cửa hàng của Paula đã hoàn toàn lột xác. Thế nhưng đáng buồn là suốt một tuần sau đó, các mạo hiểm giả lại không đến thị trấn khiến hàng hóa của Paula vẫn tiếp tục ế ẩm. Kể từ khi Reggie phát minh ra thuốc tăng lực, không chỉ người dân trong thị trấn mà ngay cả ma vương Izin cũng đắm chìm vào hương vị tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, do bị quản gia giấu bớt số thuốc vì lo lắng chúng sẽ có hại, ma vương đã quyết định giam ông ta lại 3 ngày rồi dịch chuyển đến tận cửa hàng của Reggie để lấy thuốc. Tuy nhiên, dù đã biết đứng trước mặt là ma vương hùng mạnh đứng đầu cả quỷ giới, Reggie vẫn kiên định với nguyên tắc mọi khách hàng đều bình đẳng và không có tiền thì biến ra chỗ khác. Đang bất lực trước thái độ cứng rắn của Reggie, Irene bất ngờ trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Noella, nên đã vội vàng chạy đến cầu hôn cô bé và bị phũ thẳng mặt. Tuy rất muốn rời khỏi nơi đau thương này, nhưng Irene lại không cưỡng lại được sức hút từ thuốc tăng lực và đặc biệt là Noella. Vậy nên cậu nhóc đành chạy vào thị trấn rồi thuyết giảng về việc chinh phục thế giới và được người dân cống nộp cho một túi tiền. Nghe xong, Reggie cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, rằng thực ra mọi người đều nghĩ Irene có vấn đề về thần kinh nên mới cảm thông mà ủng hộ cho cậu nhóc chút tiền lẻ. Đúng ra thì chỗ này còn lâu mới đủ mua được một lọ thuốc tăng lực, nhưng Reggie vẫn quyết định bán cho Irene một lọ với giá tình thương. Biết được Noella cũng rất thích uống thứ này, Irene nhanh chóng mang đến lấy lòng cơ rớt, nhưng thêm một lần nữa lại bị cô bé từ chối phũ phàng. Dù rất đau khổ trước sự lạnh lùng của Noella, Irene vẫn quyết tâm không chịu từ bỏ. Tiếp đó, thay vì sử dụng sức mạnh để uy hiếp, cậu nhóc đã nghĩ ra một kế hoạch có vẻ thông minh. Chính là xin làm đệ tử của Reggie để một ngày nào đó có thể tự chế tạo thuốc tăng lực, từ đó dễ dàng chiếm lấy trái tim của Noella. Cứ như thế, Izin chính thức trở thành một nhân viên hiệu thuốc. Hàng ngày cậu đều chăm chỉ giúp đỡ Noella dọn dẹp cửa hàng. Tuy nhiên, cô bé dường như vẫn chẳng thèm để ý đến. Thấy Izin ăn hơi nhiều hành trong chuyện tình cảm, Reggie đành chấp nhận yêu cầu của cậu nhóc, tạo ra một loại thuốc khiến cho người uống bộc lộ ra hết những suy nghĩ trong đầu. Sau khi thành công dụ Noella uống thuốc, Reggie đã biết được cô bé thực sự rất thích người chủ nhân là mình. Trái lại đối với Irene, Noella hoàn toàn không để tâm một chút nào. Mina lúc này mới bước đến và vô tình uống phải lọ thuốc, sau đó bộc lộ ra một nhân cách bên trong cực kỳ khó tính, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi vội vàng tự giác đi làm việc. Irene thấy tình hình không ổn nên định âm thầm bỏ chạy, nhưng đáng buồn là đã bị Reggie bắt lại. Tiếp đó, ba người đã có một ngày làm việc vô cùng áp lực khi phải dọn dẹp nhà cửa và phục vụ cho Mina, khiến cho Reggie bị ám ảnh không còn dám sử dụng thứ thuốc này thêm một lần nào nữa. Một buổi sáng, Reggie bất ngờ được bá tước Doran, cha của Ellen, mời đến gặp mặt để nói về chuyện ông ấy đang cảm thấy bị cô con gái cương xa lánh. Chuyện là khi phát hiện một chiếc quần nhỏ của Ellen bị lẫn vào đống đồ giặt của mình, bá tước đã hồn nhiên mang nó trả lại cho cô bé. Tuy nhiên, do đang ở độ tuổi dậy thì nên Ellen đã nghĩ rằng đây là một hành động biến thái. Hơn nữa, bà tước mặc dù rất yêu con gái, nhưng ông ấy lại không biết cách để chăm sóc hỏi han, làm cho Ellen càng cảm thấy xấu hổ. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Ellen xuất hiện cắt ngang rồi một mực lôi Reggie về phòng, bởi vì cô bé không muốn Reggie nói chuyện với người thiếu đứng đắn như cha mình. Tuy nhiên, trên đường đi, Reggie phát hiện ra rằng Ellen thực ra không hề ghét bà tước, mà ở giai đoạn này cô bé chỉ đang quá nhạy cảm nên không muốn nói chuyện với ông ấy mà thôi.
Không thể để tình cảm hai cha con tiếp tục xấu đi, Reggie quyết định phải làm gì đó để hàn gắn mối quan hệ này. Nhờ có sự gợi ý của Mina và Noella, cuối cùng Reggie đã thành công tạo ra một loại xà phòng có khả năng khử mùi cực mạnh, rồi đưa cho bá tước sử dụng. Không những thế, ông ấy còn tự giác cạo sạch bộ râu của mình, làm khuôn mặt như trẻ lại mấy chục tuổi. Thế nhưng đáng buồn là dù đã giải quyết được vấn đề bên ngoài, thái độ vồ vập của bá tước vẫn khiến Elaine cảm thấy không thoải mái. Không còn cách nào, Reggie bất đắc dĩ phải bày ra một vở kịch rồi đóng vai người xấu để giúp bá tước và Elaine có thể hiểu được tình cảm sâu nặng mà hai người dành cho nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Reggie âm thầm rời đi. Hai ngày sau, cậu nhận được một lá thư cảm ơn từ bá tước. Tuy nhiên, ông ấy vẫn cảnh cáo Reggie không được có ý đồ xấu với con gái mình. Mấy ngày nay do Mina bị ốm nên Reggie phải chăm sóc cho cô ấy và đảm nhiệm hết các công việc nội trợ trong nhà. Trong khi nằm nghỉ ngơi, Mina đã tâm sự với Reggie. Ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy đã là một đứa bé yếu ớt rất hay ốm đau. Chính vì thế nên Mina luôn cảm thấy bản thân là một gánh nặng của gia đình. Để động viên tinh thần Mina, Reggie đã đưa cho Irin một tờ danh sách các nguyên liệu quý hiếm và trao thưởng nếu cậu nhóc hoàn thành nhiệm vụ sẽ được sờ vào đuôi của Noella. Tiếp đó, Reggie đi xuống tầng hầm để tìm kiếm một thứ gì đó liên quan đến gia đình Mina và vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký của mẹ cô bé. Irin sau khi huy động tất cả các quân đoàn ở quỷ giới đã nhanh chóng gom đủ vật liệu, giúp cho Reggie thành công pha chế ra một loại thuốc có thể tái hiện hình ảnh của người đã mất trong 3 phút. Được nhìn lại hình ảnh của mẹ sau 100 năm xa cách, Mina còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe được mẹ cô trách móc bố cô vì không chịu đỡ đần gia đình. Không những thế, việc Mina suốt ngày ốm đau khiến bà ấy cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Mina thực sự bị tổn thương khi nghe những lời này, thế nhưng sau đó cô bé mới biết được mẹ của mình đang vô cùng tự trách vì đã không thể giúp cô con gái nhỏ chiến thắng được bệnh tật, dẫn đến việc Mina phải ra đi quá sớm và bỏ lỡ tương lai tươi đẹp đang chờ ở phía trước. Nghe được những lời tâm sự cuối cùng của mẹ trước khi biến mất, Mina đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô tự hứa từ giờ sẽ phải thật mạnh mẽ để xứng đáng với tình yêu mà mẹ đã dành cho mình. Vào một ngày đẹp trời, Reggie quyết định đóng cửa hiệu thuốc theo yêu cầu của Mina và Noella để cả nhà có thể cùng nhau đi dã ngoại. Irin dù ở xa nhưng cũng đánh hơi được chuyện này nên đã nhanh chóng có mặt xin đi ké. Địa điểm được lựa chọn là một bãi cỏ xanh tươi nằm bên cạnh một hồ nước. Điều lạ là dù khung cảnh nên thơ nhưng nơi này lại rất vắng vẻ. Hơn nữa xung quanh còn cắm đầy những biển cảnh báo ma thú nguy hiểm. Tuy vậy lần này trong nhóm có ma vương đi cùng nên chuyện này cũng chẳng đáng để lo lắng. Trong khi Irin đang tập câu cá với Reggie thì bỗng nhiên Noella và Mina xuất hiện với những bộ đồ bơi nóng bỏng, khiến cậu nhóc cảm thấy như được lên thiên đường. Với loại thính câu cá cực diện, Reggie dễ dàng thu hút được cả một đàn cá lớn vây quanh. Cuối cùng một con cá khổng lồ đã cắn câu khiến cậu phải dồn hết sức mới kéo được lên. Thế nhưng thực tế thứ cắn câu không phải cá, mà lại là một cô gái xinh đẹp tên là Vivi, cũng chính là tinh linh cai quản hồ nước này. Do đã quá lâu không tiếp xúc với ai nên Vivi cực kỳ đề phòng người lạ, ngay cả khi được mọi người mời ăn chung, cô tinh linh này cũng nghĩ rằng mình đang bị lừa. Thì ra trước đây Vivi cũng từng là một vị thần được tôn sùng và được cống nạp rất nhiều đồ ăn. Tuy nhiên do mải mê hưởng thụ nên cô đã không đáp lại thỉnh cầu của người dân nên đã dần dần bị chìm vào quên lãng. Để giúp cho Vivi đỡ buồn, Reggie quyết định rủ cô cùng tham gia thi câu cá. Mọi người nhanh chóng chia làm 3 nhóm và Reggie sẽ cùng đội với Vivi. Nhờ có sự giúp đỡ của Reggie, Vivi tỏ ra rất vui khi lần đầu tự tay câu được cá. Nhưng cuối cùng đội của họ cũng không thể vượt qua được Mina và Noella. Nhìn vào 3 đống cá lớn trước mặt, Reggie quyết định dành ra một ít để làm quà tặng cho Paula và tiệm cơm thỏ, còn phần lớn sẽ để lại cho Vivi ăn khi đói. Mặc dù được nhận quà, nhưng Vivi vẫn cảm thấy buồn vì cô không thể làm gì cho mọi người. Thế nhưng Reggie đã nói với Vivi rằng mọi người tặng đồ ăn cho cô với danh nghĩa bạn bè, vậy nên không cần và cũng không muốn nhận lại bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên được kết bạn với nhiều người, Vivi đã xin Reggie cho cô trở thành một nhân viên của hiệu thuốc. Tuy nhiên cô lại có một điểm yếu, đó là không thể giữ được hình dạng con người nếu thân nhiệt tăng lên. Cũng may Reggie còn có một lọ gel làm mát cơ thể, giúp Vivi không còn phải lo lắng về chuyện này nữa. Quay về tiệm thuốc, Irin vừa định lên mặt chỉ bảo nhân viên mới thì đã bị Noella cảnh cáo, làm cho vị tiểu ma vương này ngay lập tức phải thay đổi thái độ quay sang lấy lòng Vivi. Hầu như ngày nào Paula cũng chạy đến tiệm thuốc để ăn trực, nên mấy người Reggie đều đã quen với sự có mặt của cô ấy. Thế rồi đột nhiên bẵng đi một tuần liền không thấy Paula xuất hiện, mọi người đều cảm thấy lo lắng nên đã bảo Reggie vào thị trấn xem thử. Thì ra mọi thứ đều ổn, chỉ là Paula đang phải dồn sức học tập để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá trình độ giám định sắp tới. Theo lời Paula thì chứng chỉ này đặc biệt quan trọng đối với cửa hàng của cô ấy, bởi vì nó mang lại cho khách hàng sự tin tưởng khi mua đồ. Thế nhưng vấn đề ở đây là dù đã rất cố gắng, Paula mới chỉ đạt được 10 điểm trong bài thi thử, trong khi cô ấy cần tới 85 điểm thì mới được cấp chứng chỉ mới. Nghe thấy thành tích tệ hại này cộng thêm việc kỳ thi sẽ diễn ra vào sáng mai,
Larry thực sự muốn quay đầu bỏ đi vì chán nản. Tuy nhiên, do Paula năn nỉ dữ quá nên cậu đành phải thử liều một phen. Sau khi nhắc nhở Paula tiếp tục học, Larry vội vàng chạy về nhà rồi bắt tay ngay vào việc điều chế. Và rất nhanh đã thành công tạo ra một loại thuốc mới, có thể giúp người uống in vào đầu những gì đã học thuộc trong 24 giờ qua. Ngay lập tức lọ thuốc mới đã được ship hỏa tốc đến cửa hàng của Paula. Nghe theo lời dặn của Reggie, cả đêm hôm đó Paula đã thức trắng để nhồi vào đầu tất cả những gì có thể. Và vài ngày sau cô ấy đã tươi tắn trở lại tiệm thuốc cùng với chứng chỉ hành nghề mới trên tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng vì Paula đã vượt qua khó khăn, còn Paula thì muốn tặng Reggie một nụ hôn thay cho lời cảm ơn, nhưng đáng tiếc là đã bị Noella kịp thời ngăn lại. Sau một thời gian làm việc ở hiệu thuốc, Vivi đã dần quen với việc sống trên cạn. Tuy nhiên cô lại rất ghen tị với làn da trong suốt của Mina, nên đã nhờ Reggie điều chế một loại kem có thể chống lại tia UV. Mina nghe xong cũng ủng hộ việc Reggie phát triển loại mỹ phẩm này, bởi vì cô chắc chắn nó sẽ trở thành một mặt hàng ăn khách, giúp cho tiệm thuốc có thêm tiền trang trải cho khoản phí sinh hoạt đang ngày một tăng cao. Với năng lực đặc biệt của mình cộng thêm với ý tưởng đã có sẵn, Reggie nhanh chóng tạo ra một lọ kem chống nắng có tác dụng giữ ẩm cho da và chống lại tia UV. Cả Vivi và Mina đều xung phong dùng thử sản phẩm mới và đều thu được kết quả vượt ngoài mong đợi. Đơn giản chỉ cần xoa nhẹ một chút kem lên da, cả hai đã có thể vui đùa thoải mái dưới ánh nắng mặt trời mà không hề cảm thấy khó chịu. Không những thế, khuôn mặt của Vivi còn trở nên căng bóng, khiến cho ngay cả Reggie cũng cảm thấy khá nghiện khi chạm vào. Tiếng lành đồn xa, thông tin về loại kem thần kỳ khiến bất cứ ai cũng trở nên trẻ đẹp đã lan truyền khắp cả thị trấn, tiệm thuốc thêm một lần nữa lại tấp nập khách đến hỏi mua. Một ngày nọ, lãnh chúa Vargas quyết định tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi tất cả mọi người trong thị trấn, và hiệu thuốc Kirio của Reggie cũng đã được đích thân tiểu thư Elaine đến mời tham dự. Trái ngược với tâm trạng phấn khích của Mina và Noella, bữa tiệc này lại khiến Reggie có phần không vui vì nó gợi nhắc cậu nhớ đến những ký ức tồi tệ ở thế giới cũ. Trước khi được chuyển sinh đến thế giới này và mở hiệu thuốc, Reggie đã từng là một nhân viên văn phòng và thường xuyên phải làm phục vụ trong các bữa tiệc của công ty. Vì vốn không hào hứng với bữa tiệc, nên Reggie cũng chẳng quan tâm đến việc chuẩn bị trang phục như Noella hay Mina. Mà vương Izin cũng được mời đến dự tiệc. Cậu nhóc hào hứng hướng dẫn cho mọi người cư xử như một quý tộc, nhưng lại bị Noella mắng là đồ ngạo mạn rồi đuổi khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó, Đốt và Mốt bất ngờ xuất hiện và cầu xin sự giúp đỡ. Thì ra Đốt rất muốn gây ấn tượng với đoàn trưởng Annabelle, nhưng đáng buồn là anh ta lại uống rượu rất kém và thường xuyên bị mọi người chê cười. Chính vì thế Đốt đã cầu xin Reggie hãy tạo ra một thứ thuốc giúp anh ta nâng cao tửu lượng để có thể trở nên nam tính hơn trước mặt Annabelle. Không nỡ từ chối anh bạn to xác, Reggie nhanh chóng điều chế ra một loại thuốc tăng cường chức năng gan, giúp người uống có khả năng tiêu hóa các loại rượu tốt hơn. Sau khi bảo Noella ship hàng đến cho Mốt, Reggie lại trở nên uể oải khi nghĩ đến bữa tiệc sắp phải tham dự. Bất chợt lúc này Mina lại lên tiếng nói rằng, trước khi Reggie đến đây cô ấy đã sống cô đơn trong suốt gần 100 năm, thế nhưng giờ đây Mina lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì cô ấy đã có một gia đình thực sự. Nghe những lời này của Mina, tâm trạng của Reggie không hiểu sao lại ổn hơn rất nhiều và quyết định sẽ sửa soạn quần áo thật đẹp để đi dự tiệc. Lục lọi lại trong tầng hầm của căn nhà, Mina tìm thấy rất nhiều trang phục xã hội, thế nhưng do để quá lâu nên tất cả đều đã bị ố vàng. Tuy vậy đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ đối với Reggie, và rất nhanh quần áo đã được hồi phục lại như mới. Sau khi khoác lên mình bộ lễ phục của cha Mina, Reggie mặc dù nhìn rất bành trai nhưng bộ đồ lại khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, giống như lúc còn phải vật lộn với cuộc sống ở thế giới cũ. Mọi người đang thảo luận về bữa tiệc thì Paula dẫn quản gia Belier của Irene tới. Chứng kiến ma vương cứng đầu trở nên ngoan ngoãn, Belier hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của Reggie và yên tâm giao lại Irene cho cậu chăm sóc. Thả mình xuống giường để nghỉ ngơi một chút, Reggie bỗng nhớ về cuộc sống bí bách và công việc văn phòng chán ngắt trước kia, cùng với thời điểm cậu đã hét lên muốn rời khỏi thế giới cũ và được đưa đến thế giới này. Lần đầu gặp Noella, Reggie thấy cô bé đang nằm thoi thóp trên bãi cỏ, nên đã ngay lập tức dùng thuốc giảm đau để chữa trị cho cô bé. Cũng kể từ đó, Noella đã trở thành người bạn đồng hành đầu tiên của cậu ở thế giới này. Đang mơ màng thì một tiếng gọi lớn khiến Reggie bừng tỉnh. Sắp đến giờ diễn ra bữa tiệc nên mọi người nhanh chóng lên xe ngựa đi đến dinh thự của bà tước. Ngay khi vừa bước vào, Reggie đã thu hút ánh nhìn của tất cả các thiếu nữ. Họ bắt đầu tranh nhau lao đến vây quanh nhà giả kim thuật tài ba để xin làm quen, khiến cho Noella cảm thấy rất khó chịu. Tiếp đó khi cùng với Noella và Mina khiêu vũ, Reggie đã mở ra được nút thắt trong lòng và cảm thấy thực sự hạnh phúc vì đã được đặt chân đến thế giới này, nơi mà cậu đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị và có được những người bạn chân thành. Phần tóm tắt của bộ anime này kết thúc ở đây. Nếu thấy video hay đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những phần tóm tắt tiếp theo. Tạm biệt!